thanh niên, bố đời, chặn đầu xe, cà khỉ bắt tài và cái kết. Hả? Vâng, chúng ta cùng chú ý thanh niên mặc áo đen. Không hiểu như thế nào nhưng anh ta cứ đứng chặn đầu xe. Ngon, đập đi. Mấy quả ngon á, đập đi, đập đi. Và rồi anh ta còn lấy điện thoại quay phim và thách thức bác tài. Ê, xe đã qua khỏi cầu nhá. Xe đã qua khỏi cầu. Có lẽ anh ta đang cà khịa bất lỗi vi phạm của bác tài. Nhưng không may anh ta đã gặp bác tài quá cứng. Và rồi đành phải lùi xe về sau. Đùa. Ê, phải nhục chứ. Tao cho mày biết đấy nha, tao cho lên trang tên nha. Từ cả xe qua đó. Từ à. Tới đi, con đừng có vượt lên. Tới đi. Chậm đó, đợi con không có tăng số. Bị lồn đấy chứ. Hả? Để cơ quan chức năng làm việc đấy. Xét đồ lên đập xe thì mới quả ngon đấy rồi. Để số nhá. Ừ thôi. Đập đi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.